Sao nó phải lồn que như vậy? Đó, em biết coi bao nhiêu tôi tiêu, fan cam. Lại nghiệm đi khách tới tai nghe trước khi xem. Hoặc là... xem mẹ đi. Sao tao đọc đây, em muốn thêm được tiền. Đã rồi, lá bắt tôi đơn trả. Bật máy quay nha. Anh vô sàn xe rãi gaming. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục với Legend B 21. Anh nhầm, Legend B 41. Và... tôi thấy màn này cũng khá là bình thường nha. Đội hình của tôi như này chắc ổn nha. Ok, bắt đầu nào. Có một sự việc là một tuần nay tôi đi đâu ấy, thì thật ra thì tôi đi chơi màn 30 xong tôi trầm cảm với cái liền ra. Thề mà nó khó lắm luôn ý. Qua màn 4 này không biết có khó màn 30 không, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng dễ thôi. Ôi vãi, hai zombie đó không ạ? Từ từ nào, hai nắm này không giết nổi nó rồi. Hai thằng này phải cho quả squat thôi. Ui để sang đi, để sang đi. Ui đông phết. Cho là nắm to này có thể bắn được cả hàng nên tôi sẽ để nó ô sâu nhất. Còn ô thứ hai, ô thứ ba này tôi sẽ để nắm mặt trời. Tôi nghĩ chiến thuật này khá là ok chứ. Thề hàng nào trồng ra con ống to này, hàng nó dễ thở với liền luôn ý. Này các ông nhìn này, bắn xuyên tất cả zombie luôn ạ. Được phép. Ui đế ổn rồi, thằng này vào kìa. Phải cho nó một cái bom nguyên tử thôi. Ôi, được phải liền. Cá heo này. Ok, vậy là phải liền. Đây là 4 ngày rồi. Ui, khó phải liền. Ok, mua sổ đó chính rồi. Ui mà công nhận thì màn này khác điếu gì màn 32 đâu. Nhưng mà có vẻ như màn này bạn đêm nên nó sẽ khó hơn. Ui, thì bạn tôi quên bản này là bản update à. Phải liền, con Michael Jackson này nó có thể chịu hồi ra đậu chơi. Chết mẹ ơi. Ui nó lẹ nó lẹ. Để con nó chạy ăn được. Nó tạo mỗi. Ui nữa kìa. Squat. Ui đế này được chết hai con ạ. Ảo thật đấy. Thì không phải cá liền hả? Cho chú nguyên tử. Chết mẹ hết đi. Damn. Mẹ mày lắm đang xin đấy. Mẹ cho thấy gì nào. Đi gì chọn nếu được. Ui đông phết. Chào chú nguyên tử. Đi con mẹ luôn. Ok, mày chắc thắng rồi. Yeah. Tôi còn hiểu tại sao mày khó như này tôi có thể giữ được full 6 chiếc xe. Đi hiểu cái gì luôn ý. Ok, tiếp tục mày 43 nào. Ui, điệt nha. 6 chiếc xe đây. Mà cây xương rồng này chắc không có thay đổi đâu nha. Vậy thì con bay này chắc cũng không có gì thay đổi đâu. Tôi nghĩ màn này cũng như bình thường thôi.
Mà này tôi chọn con gái này thì hợp lý với cái liền rồi. Mày muốn muốn cơ mà cây quạt này có 100 sen khác mẹ bản gốc đâu nhỉ, hay là cây quạt này trả được bút vậy? Rồi thôi không sao, game dễ à. Đường thương đau đầy ải nhân gian. Thôi clip kết thúc, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe và đừng quên donate. Ba ca liền thì mày muốn bốn của KZ đã có con gót này khó ba ca liền rồi thì mày muốn bốn của mod này còn có nữa. Thôi thì mẹ đế chờ nữa. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tôi vừa nhắn tin cho Amon và Amon nói là cây quạt này có khả năng gì đấy ghê lắm. Mà tôi cũng đã biết nữa. Thực ra thì tôi thấy mod này cũng khá là giống Bruro mod, nhưng mà kiểu nó riêng thôi. À vì nó có một đống mộ mộc lên mà. Bruro mod làm cái gì có? Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Ok, lá cờ đầu tiên. Đây lúc tôi có thể test được cái quạt này. Ui, quả liền làm chậm. Nhưng mà nó khác điếu gì Rune Mod đâu nhỉ. Ui, đi mà có ớt. Ui, có ớt à. Ui, ui. Quả liền. Ui đi, ui đi mấy con sức cộng hai hàng ra á, phải liền mấy con ớt này đi con. Ui thêm một con nữa kìa. Ui tí gì tí gì tí gì, may phải liền. À thì không quay lắm đi. Quạt 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 quạt. Ok. Ơ mà sao có một con bay mất tiêu này, tôi không hiểu luôn. Ui thì bé không bay nữa thì bé thiếu xanh phải liền bỏ một hàng nha. Ui màu cái thằng kia đó, tôi vẫn giữ được 5 chiếc xe còn lại này. Ghê vãi liền. Thế thôi chứ có cái gì đâu, nó đơn giản vãi lột. Ok, mày 4-5. Trong tất cả các mod thì mày 4-5 này luôn, mày dễ nhất nè. Uầy. Ờ, biến nhỏ này là yếu à. Dễ thở vai Kalin. Tomorrow. Ui cha. Mày này cũng có con xe nữa à. Ui, con đầu mỏ này chắc bình thường nha. Đây các ông có thấy tôi 7 slot không? Và câu chuyện hãm liền sau đây là tối hôm qua tôi ngủ, sau đó tôi thức dậy và
Ok, mất mẹ cái xe game. Và what the fuck đi cơ mà. Tôi phải tìm cái ứng dụng tool hơn 30 phút và... Những ông cũng thấy là tôi đã tool lên mạng 46 như này. Và tôi đéo có tiền. Mà nếu tôi tool tiền ông lại nói tôi gian lận nữa. Điệt mạng. Đúng này. Tất cả đều đúng. Đúng đúng. Đúng, hợp lý. Nên bây giờ tao phải chơi 7 slot đi cơ mà. Bạn các ông xem tại mạng 41 đến giờ thì các ông thấy game này dễ không? Không. Bây giờ tôi sẽ cho 7 slot cho các ông xem. Nó khó như thế nào. Chơi 7 slot sao dễ nha. Ơ tôi tưởng nó khó lắm chứ. Mà không sao đâu, đây là màn 46 à. Màn sau là màn 47 nên nó chắc sẽ khó. Vãi nồi. Ơ sao 47 nhìn dễ nha. Mà chắc khi vô màn nó sẽ khó thôi. À mà ở đây có Bugo mà. Tôi sẽ vào shop và mua slot thứ 8. Riêng nhưng mà cũng dễ chứ. Nổ. Ôi dụ phải liền. Ô mà sao màn này dễ nha. Đây mà 47 mà. Bây giờ tao sẽ cho 7 slot cho các em xem. Nó khó như thế nào. Chơi game không mất xe luôn. Tới đây mod này cũng khá là riêng đấy. Nhưng mà dễ thở phải liền.